Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong khi vụ việc một tài khoản tại ngân hàng MSB bị bốc hơi hơn 58 tỷ đồng chưa lắng xuống, thì lại tiếp tục xuất hiện thêm một trường hợp khách hàng phản ánh cũng vô cớ bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng. Cụ thể, bà VTKO, trú tại Hà Nội là trường hợp thứ hai phát hiện tài khoản hàng tỷ đồng đã bốc hơi, không còn lại một đồng nào. Bà cho hay vào tháng 3 năm 2021, bà được cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải MSB tư vấn mời mở tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý tài khoản này được mở nhưng do ngân hàng MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại. Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn gửi, khách hàng có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn thì thông báo trước cho MSB một ngày. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2021, bà O đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản, số dư tài khoản, trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của ngân hàng MSB. Một trong số những cá nhân đó là ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng, bà Bùi Thị Hoài Anh, những người từng là giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh nên bà hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 là 27,7 tỷ đồng, theo xác nhận của ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà O yêu cầu sao kê tài sản từ khi mở, thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng. Trên bảng sao kê tài khoản, thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà O yêu cầu thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận thông tin, tài khoản, số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp gửi cho bà O tại thời điểm tương ứng. Cả bà NTL, người bị mất số tiền hơn 58 tỷ đồng, và bà O đều cho biết sao kê tài khoản hiển thị rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do họ yêu cầu thực hiện. Sáng ngày 28 tháng 3, vị luật sư đại diện cho cả hai khách hàng trên đã cung cấp thông tin về việc tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB bị bốc hơi hàng chục tỷ đồng. Theo vị luật sư, sau khi xảy ra vụ việc, khách hàng đã có buổi làm việc với Ngân hàng MSB, tuy nhiên sự việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến hiện nay. Vị luật sư thông tin, qua buổi làm việc trao đổi với cán bộ ngân hàng, chúng tôi đều mong sớm được trả lại tiền tuy nhiên sau khi làm việc và ký tên vào biên bản xong chúng tôi đề nghị phía ngân hàng cung cấp cho chúng tôi biên bản làm việc nhưng bị từ chối ngay sau đó chúng tôi đã có một văn bản phản hồi gửi ông lê hùng cường giám đốc điều tra khu vực ông nguyễn văn huy chuyên viên cao cấp điều tra gian lận và bà tăng thị thu hương giám đốc kiểm soát chất lượng dịch vụ của msb để đề nghị phía ngân hàng cung cấp biên bản làm việc mà hai bên đã ký tuy nhiên hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được biên bản này Do đó mọi nội dung đã trao đổi làm việc đều không có giá trị pháp lý. Lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cho biết sẽ kiểm tra vụ khách hàng mất hơn 58 tỷ đồng tại ngân hàng MSB. Theo vị này, trường hợp MSB chưa có báo cáo bằng văn bản thì ngân hàng nhà nước sẽ yêu cầu báo cáo về vụ việc này. Như MSB thông tin trên báo chí rằng, vụ việc có yếu tố bất thường, nếu có dấu hiệu lừa đảo thì cơ quan điều tra sẽ điều tra và khởi tố. Theo thông tin phản ánh trước đó, bà NTL sinh năm 1966 ở Hà Nội cho biết đã mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam MSB từ năm 2021 và đã gửi vào tổng cộng 58 tỷ đồng, số tiền được gửi vào và rút ra nhiều lần trong suốt 2 năm qua. Mỗi lần gửi tiền vào tài khoản mở tại MSB, ngân hàng này đều gửi cho bà giấy xác nhận số dư tài khoản. Lần gần đây nhất là MSB chi nhánh Thanh Xuân gửi bà giấy xác nhận số dư tài khoản. Theo đó vào thời điểm 10 giờ 8 phút ngày 7 tháng 10 năm 2023, tổng tài khoản đứng tên bà Nguyễn Thị Lân được mở tại MSB là 58,650 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà kiểm tra tài khoản thì thấy số tiền này đã bị bốc hơi, chỉ còn hơn 93.000 đồng. Trên bản sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà Lờ yêu cầu thực hiện. Bà NTL bức xúc, tôi vô cùng bàng hoàng vì không thực hiện bất cứ một lệnh chuyển rút tiền nào hay ủy quyền cho ai rút tiền của tôi tại MSB. Vậy tại sao tiền trong tài khoản của tôi lại mất toàn bộ? Trong thông báo từ phía ngân hàng MSB cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, MSB đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Trong một thông cáo của MSB có nêu, chúng tôi đã thông tin phản hồi đến nhóm khách hàng có liên quan bằng văn bản trừ các thông tin không được cung cấp cho báo chí do đang trong quá trình điều tra căn cứ. Theo khoảng 3, điều 38 cung cấp thông tin cho báo chí mục 2, thông tin trên báo chí, luật báo chí năm 2016, chúng tôi sẽ tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hiện vụ việc được Công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. MSB cho biết đã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu. Mới đây, đại diện xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương cho biết, cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh làm rõ đối tượng có dấu hiệu hành hung nữ nhân viên quán cà phê trên địa bàn. Lãnh đạo công an huyện Thanh Hà thông tin, chúng tôi đã triệu tập người đàn ông liên quan đến sự việc về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm. Thông tin ban đầu, người này tên là PVC, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc trên xảy ra tại quán cà phê trên địa bàn huyện Thanh Hà. Thời gian hiển thị trên đoạn video này là 18 giờ 45 phút ngày 26 tháng 3. Theo nội dung đoạn clip, một nhóm khách hàng đi vào thang máy trong tòa nhà của quán cà phê. Trong lúc đi vào thang máy, một người đàn ông nghi có hành vi sàm sở nữ nhân viên đang đứng bên ngoài thang máy để hướng dẫn khách bước vào thang máy. Thời điểm này, trong thang máy có nhiều người. Bất ngờ người đàn ông mặc áo phông kẻ đỏ pha màu đen và màu trắng đã lao tới ôm nữ nhân viên, có hành động nhạy cảm, nghi sàm sở. Khi nữ nhân viên phản kháng, người đàn ông mới bỏ tay ra khỏi người nữ nhân viên và bước vào trong thang máy. Vẫn theo camera giám sát ghi lại vào lúc 18 giờ 45 phút cùng ngày, đoàn khách rời khỏi quán cà phê Ira thuộc tòa nhà Hương Vân, người đàn ông được xác định là PVC, được một người bạn chở về bằng xe máy. Lúc này nữ nhân viên đã chạy theo và dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh của PVC. Thế vậy PVC đã xuống xe máy, quay lại đuổi theo nữ nhân viên. Nữ nhân viên chạy vào đến cửa quán cà phê thì bị PVC liên tục chỉ tay vào mặt, đá vào người, tát vào mặt. Chỉ đến khi được bảo vệ của tòa nhà Hương Vân cùng với người bạn đi ăn cùng ngăn cản, PVC mới lên xe máy và bỏ đi. Đoạn clip được chia sẻ nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Dư luận đều tỏ ra bất bình trước hành vi của người đàn ông kia và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ